Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lệ Dịnh và loạt sao nam đình đám được triệu hồi hộ giá Dịch Dương Thiên Tỷ. Loạt drama không hồi kết của Dịch Dương Thiên Tỷ khiến Weibo được fan náo loạn trong nhiều ngày qua. Ban đầu là những bức xúc từ việc Thiên Tỷ là Nhất Châu, Hồ Thiên Hú thi vào biên chế. Có vẻ như được hưởng đặc cách vì mình là minh tinh. Thế nhưng vì các phía đều im lặng và bản thân ba sao năm này cũng không lên tiếng nên càng làm netizen xứ Trung thêm phần bức xúc. Vì không thể có được lời giải thích thỏa đáng nên Dịch Dương Thiên Tỷ bị lôi lên, đào ra hàng loạt thông tin chấn động khiến người đu xí biết lâu năm không thể ngờ tới. Từ việc thay tên đổi tuổi, dạ với gia cảnh vất vả khó khăn, còn bị bóc ra con nhà gia thế. Tất cả những điều này tuy chưa được chứng thực nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến Thiên Tỷ. Dù vậy, phía Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn im lặng, còn có nhiều động thái để đánh lạc hướng dư luận nhằm làm chìm vụ việc của chính mình. Khiến các fan đâm bức xúc nhất chắc là màn dàn sao hoa ngự nắm tay nhau lụ lượt lên hot search. Rất nhiều người ngỡ ngàng vì vụ việc của Thiên Tỷ đang chiếm spotlight, nhưng tuyệt nhiên trên hot search không có tên cậu mà là tên của loạt minh tinh khác. Từ Dương Mịch, Ngô Lỗi, Triều Lộ Tư, Dương Dương, Lưu Thi Thi, Trương Đại Đại, Vương Nhất Bác, Triều Lệ Dịnh đều lên hot search ngồi vì những chuyện không đâu. Su cả na nhất chắc là Triều Lệ Dịnh, cô không chỉ lên hot search mà còn bị hiểu lầm về phía Sina, đơn vị chủ quân của Weibo, cắt câu lấy chữ, mang thông điệp sai lệch từ câu nói kết hôn tuổi 30 của Triều Lệ Dịnh. Điều này làm Triều Lệ Dịnh bị bàn tán rất nhiều và fan sau đó đã phải đi giải thích khắp nơi, bảo vệ thần tượng. Việc dàn sao lụ lượt kéo lên hot search được cho là phía Dịch Dương Thiên Tỷ cố tình làm vậy để dìm vụ việc của anh xuống. Mặt khác, anh thấy một vài netizen suy đoán rằng nếu Thiên Tỷ là con cưng của Sina thì Triều Lệ Dịnh chính là con ghẻ. Chẳng thế mà hot search liên quan đến cô gây hiệu lầm lớn đến như vậy. Hiện tại, drama liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỷ còn gây bức xúc hơn khi phía Sina đã chặn và xóa hàng loạt hashtag liên quan đến Nam Idol. Thậm chí những tài khoản chia sẻ bài viết liên quan cũng bị chặn. Một thông tin khác cũng làm fan GF Boys bức xúc hơn nữa, đó là giữa lúc Dịch Dương Thiên Tỷ dính drama, top 1 hot search Weibo lại là thông tin về việc nhóm nhạc này sắp ra bài hát mới. Tất nhiên, fan của GF Boys chắc nhận rằng tình comeback lần này nhằm kéo hai thành viên còn lại của nhóm vào để che chắn cho Dịch Dương Thiên Tỷ, và giờ họ không hề muốn nhóm trở lại với một thành viên đang dính bê bối lớn như thế. Có thể nói drama của Dịch Dương Thiên Tỷ lần này thật khiến An phải mở mang tầm mắt. Thật không thể ngờ có một ngày minh tinh với nhiều lùm xùm đồn đoán như vậy mà vẫn được bảo vệ bất chấp, thậm chí bản thân minh tinh đó còn không thèm lên tiếng. Theo An suy đoán, với loạt hành động chặn hashtag trên Weibo thì vụ của Thiên Tỷ sẽ sớm chìm xuống mà thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.